Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng My, hiện mình 16 tuổi và mình đang theo học tại trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm này thì mình đã theo học tại JLP được 4 năm. Và trong khoảng thời gian đó thì JLP đã giúp mình trở thành một con người tốt hơn. Mình đã học được nhiều kỹ năng để giúp mình tự tin hơn, có thể làm chủ mình trước ống kính và trước công chúng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Thanh Tâm, 17 tuổi. Thì mình đang là học sinh lớp 11 trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Tâm đã là học sinh của Trung Quốc Power được 4 năm và Tâm đã tham gia vào các lớp của team cũng như các lớp về tài năng khác. Có đôi lúc Tâm cảm thấy không được tự tin bản thân mình. Tâm luôn luôn nhớ về những bài học mà những thầy cô ở trường Trung Quốc Power sẽ dạy Tâm từ những ngày đầu tiên. Xin chào, tôi tên là Dương Tuấn Anh, tôi là một du học sinh vừa trở về từ Canada. Tôi mới bắt đầu học tại John Robert Power khoảng độ 1 tuần. Thì đây là một thời gian học rất là đặc biệt đối với tôi. Vì học ngày hôm trước thì ngày hôm sau tôi được thực hiện ngay lập tức những cái gì mà tôi được học. Và chính vì vậy cái khoảng thời gian ở Việt Nam này đối với tôi thật là thú vị. Chào các bạn, mình tên là Công Toàn. Mình học ở trường John Robert Power từ khi mình học lớp 7 và bây giờ mình đã lớp 11. Sau khi hoàn thành những khóa học ở trường John Robert Power thì mình có thể cảm thấy mình sự trưởng thành và tự tin hơn trong cuộc sống và trong giao tiếp. Từ khi học ở trường John Robert Power, mình đã đủ chín chắn hơn và đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc sống của chính mình. Chào mọi người, con tên là Phương Nguyên, năm nay con đã 10 tuổi. Con học trường quốc tế Bắc Mỹ và khi cuối tuần thì con vào John Robert Power để học những điều hay và thú vị. Con học trường này từ khi con mới 6 tuổi. Trường đã giúp con hiểu được những điều hay trong cuộc sống qua các bài học như kỹ năng làm việc, tác phong thanh lịch. Xin chào, tôi tên là Sam, tôi 11 tuổi. Tôi tới trường này 1 năm rồi. Tôi thích trường này tại vì có nhiều người tốt để chơi. Tôi thích nhất là môn acting với thầy Travis. Thầy Travis đã dạy cho tôi sự tự tin để thể hiện cảm xúc của mình đối với mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã hội. These days life goes like this. Wake up, check that off of some list. Gotta be a little something more than this. The bottom of my coffee cup. I keep a postcard in the back of my mind. White sand, sunshine, and you shining like a brand new diamond. Keeping me from giving up. Thinking like I had enough. You make me. Very happy with a whole my team, so many kids with me, and I love them so much, and they learn very good, and they come here, they can study a lot. Với gương mặt khá ấn tượng cùng cách dẫn chuyện thông minh, đặc biệt hơn là khả năng ngoại ngữ lưu loát, cô bé Vivi đã giành hai giải nhì về đồ bơi và diễn xuất của cuộc thi IMTA 2010 diễn ra tại Mỹ vừa qua. Đồng thời, cô bé cũng lọt vào top 15 Young Miss Model của cuộc thi. Vivi đã tự tin vượt qua hơn 3.000 thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong độ tuổi từ 19 đến 12 để giành chiến thắng. Chia sẻ về niềm vui bất ngờ này, Vivi tâm sự. Lần này đi thi IMTA thì không nghĩ là nên nhận giải, tại vì lần này đi để học hỏi kinh nghiệm thôi. Nhưng lúc mình nhận hai giải đó thì em rất là ngạc nhiên, tại vì không có nghĩ là sẽ thắng. Với bước chuyển mới quan trọng này, hy vọng Vivi sẽ có sự lựa chọn tốt cho những cơ hội đang đến với em. Đối với em thì việc tạo hình và biểu diễn trước ống kính là một việc không khó, nhưng ca hát lại là một chuyện khác. Trước khi mà em đã được tập chung với các bạn để diễn bài Mamma Mia thì em đã cảm thấy là ca hát là một chuyện rất là khó khăn và em cũng không biết là diễn như thế nào ở trên sân khấu để cho đúng với lại bài hát. Dạ, em thì em cũng giống như bạn My. Lúc đầu trước khi vào trường thì khi mà đứng trước ống kính thì em cảm thấy rất là ngại, mắc cỡ và không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng mà sau khi học những cái khóa phát triển nhân cách và tài năng thì em cảm thấy là bản thân mình có những tiến bộ rõ rệt, là em cảm thấy mình tự tin hơn và em cũng đã đạt được nhiều kết quả tốt ở trong cái kỳ thi Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế được tổ chức ở Mỹ.
Thì cái ý tưởng này là ban nhạc thì chúng tôi cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho cái nhóm nhạc Power Girls của mình. Và cái nhóm nhạc này thì không phải lệ thuộc vào một thành viên nào trong nhóm nhạc. Tất cả các bạn được chọn vào nhóm nhạc này sẽ được gọi là Power Girls. Có thể là 5 năm nay, 5 năm đầu tiên là 4 bạn này. Có thể là 1 năm sau, 2 năm sau, có thể là các bạn đi du học thì sẽ có những bạn khác thay thế chỗ của những bạn này. Cho nên nếu mà là học viên của trường phải đủ đầy đủ những cái tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ chọn vào trong cái nhóm nhạc này. Ví dụ như các bạn phải học xong cái chương trình phát triển nhân cách. Và cái thứ gì nữa, các bạn thể hiện được sự tự tin và có tài năng và rất là yêu thích về nghệ thuật. Có thể là trong tương lai bạn trở thành những cái nghề nghiệp khác, có thể là trở thành về doanh nhân, có thể trở thành nhà khoa học hay là giáo viên. Nhưng mà chúng tôi muốn từ cái ban nhạc này muốn gửi thông điệp tới tất cả các bạn trẻ là khi các bạn có ước mơ trở thành ai đó thì các bạn phải thứ nhất là xây dựng cho mình một cái nhân cách tốt, phải có thực sự sự tự tin, và từ nhân cách đó thì các bạn có thể gặt hái được ước mơ của mình. Và cái chuyện mà đứng hát trước công chúng hàng trăm người, hàng nghìn người thì là chuyện không phải là khó nếu bạn có ước mơ và bạn có một cái nhân cách tốt đẹp. Con xin cảm ơn thầy cô ở trường JLP cũng như cô hiệu trưởng đã giúp con có thể được tự tin hơn, biết giao thiệp một xã hội hơn, làm quen được nhiều bạn mới hơn và nhất là biết yêu cuộc sống này hơn. Nhân dịp này thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô, tất cả các anh chị làm việc tại John Robert Powers đã giúp mình trong khoảng thời gian vừa qua, và mình cũng xin chúc cho JLP càng ngày càng lớn mạnh.
và sẽ đào tạo được nhiều ngôi sao sáng hơn nữa. Tôi xin cảm ơn tất cả những thầy cô giáo và những người làm việc tại John Robert Power đã tạo điều kiện cho tôi và để học được những điều rất là thú vị. Đến với trường John Robert Power, mình đã được truyền đạt những kiến thức cần thiết nhất và bổ ích nhất để có được thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp sau này. Em xin cảm ơn thầy cô ở trường John Robert Power đã dẫn dắt em đến ngày hôm nay.